hàng xóm có ba kiểu chớ gần gũi, người thân có ba kiểu nên tránh mặt, để không rước lấy phiền phức cho mình. Thưa quý vị và các bạn, Khổng Tử cho rằng kết giao bạn bè nên chọn những người chính trực, trọng nghĩa, thành thật, thông thái, như vậy thì có lợi. Còn nếu kết giao với những người a dua nịnh nọt, hai lòng, mồm mép láu lỉnh thì trước sau cũng tự rước lấy thất vọng, rước lấy phiền phức cho mình. Trong các mối quan hệ kết giao cần phải cẩn thận mà hành xử. Có những mối quan hệ là không thể tự do lựa chọn, ví như hàng xóm hay người thân. Tục ngữ có câu, ba hàng xóm không kết, ba họ hàng không giao. Vậy phải sống với hàng xóm và người thân như thế nào? Và với người nào thì không nên kết thân? Thật ra, người xưa từ lâu đã từng đưa ra lời khuyên bảo chân thành về điều này. Hàng xóm có ba kiểu người chớ gần gũi. Kiểu người thứ nhất là kiểu người thích gây bất hòa. Tôi nói cho cậu biết một chuyện quan trọng, cậu tuyệt đối đừng nên nói cho người khác. Cậu còn không hiểu tôi sao? Mau nói đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết. Những lời trên đây rất nhiều người đã từng nghe qua hoặc đã trải qua, đặc biệt là từ miệng của các dì hàng xóm cạnh nhà hay tụ họp cùng nhau, những người mà có thể bàn đủ thứ chuyện đúng sai trái phải trên đời. Thực ra bàn chuyện gia đình không có gì sai, nhưng có những người hàng xóm một mặt thì biểu hiện thế này, sau lưng lại thế khác. Trước mặt người ta thì hoàn toàn nói lời tốt, quay lưng đi thì lại kiếm chuyện nói toàn lời xấu xa. Kiểu người hai mặt hai lòng như vậy đã tách rời khỏi phạm vi bàn chuyện nhà, cãi vặt là biểu hiện của đạo đức thấp kém. Gặp phải người hàng xóm như vậy, chúng ta nên ít kết giao càng tốt. Kiểu hàng xóm thứ hai không nên kết giao là người không biết giúp đỡ. Tục ngữ nói, họ hàng xa không bằng láng giềng gần, hãy bán anh em xa mua láng giềng gần. Hàng xóm là những người mà chúng ta mỗi ngày đều phải đối mặt, khi thấy người khác gặp chút khó khăn có thể tự nguyện đi giúp đỡ một tay. Nhưng cũng có vài người hàng xóm khi có việc cần bạn giúp đỡ, họ cũng không quan tâm bạn có khả năng hay có thời gian không, đều mở miệng yêu cầu trợ giúp. Nếu bạn không giúp được, nói không chừng họ lại còn oán trách lại bạn. Hơn nữa, cho dù giúp được, họ cũng sẽ không thấy cảm kích mà còn cho rằng việc bạn giúp đỡ là một chuyện hiển nhiên. Đến khi nhà bạn gặp khó khăn, muốn tìm họ giúp đỡ, họ sẽ nói ra một tràng lý do để từ chối bạn, thậm chí còn xa lánh bạn. Đối với kiểu hàng xóm này, chúng ta nên giữ khoảng cách, tốt nhất không nên giao lưu thì hơn. Kiểu hàng xóm thứ ba là người có lòng dạ hẹp hòi. Đã là hàng xóm với nhau thì khó tránh khỏi xảy ra xung đột. Những hiểu lầm nhỏ thường qua một thời gian cũng lãng quên, cả hai nhà vẫn làm lành lại như ban đầu. Nhưng nếu gặp phải một người hàng xóm có lòng dạ hẹp hòi thì dù cho chuyện đã trôi qua nhiều năm, ký ức trong lòng họ vẫn sẽ như mới, nỗi hận thù luôn được chôn giấu sâu trong lòng. Trong mắt những người này, họ sẽ luôn nhìn thấy lỗi lầm của người khác để bắt bẻ, luôn bứt rứt trong lòng, làm cho mối quan hệ hàng xóm với nhau càng ngày càng bế tắc, cuối cùng chỉ có thể trở thành người xa lạ. Người thân có ba kiểu không quen. Kiểu người thứ nhất là người mượn tiền không trả. Người trong nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, nhưng dẫu có giúp đỡ thì cũng chỉ có thể trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là mượn tiền, nhất định phải vô cùng thận trọng. Có một số người thân khi nhìn thấy bạn giàu lên, kiếm được tiền, họ sẽ đổ xô nhau đến trước cửa nhà làm thân với bạn. Vì để có thể mượn được tiền hoặc là được sự giúp đỡ của bạn, bạn nói sao thì họ nghe vậy, cười nói vui vẻ. Nhưng khi tiền đã đến tay, những người này không bao giờ nhắc đến việc trả lại. Hơn nữa, nếu bạn có việc cần và đến nhà họ để đòi tiền, vậy thì bạn sẽ trở thành kẻ vong ân bội nghĩa qua lời nói của họ. Gặp kiểu người thân như vậy, bớt qua lại thì tốt hơn. Kiểu người thứ hai là người ham ăn lời làm. Một người nếu cả ngày chỉ ham ăn lời làm, oán trời trách đất, không muốn tiến bộ, chúng ta tốt nhất hãy tránh xa những kiểu người này một chút. Nên nhớ, người không sợ không có khả năng, chỉ sợ không có lòng cầu tiến. Một người bình thường chỉ cần trong lòng có lý tưởng, có sự nỗ lực là có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Trái lại, người thông minh xuất chúng, nếu chơi bời lêu lỏng, ăn không ngồi rồi, cũng sẽ bị xã hội đào thải, trở thành một kẻ vô dụng.
kiểu người thứ ba là kẻ nịnh hót. Người xưa nói, nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm người thăm. Khi bạn thành đạt rồi, cô bảy, cô tám, dì bảy, dì tám, những người họ hàng xa cũng sẽ bước theo cùng bạn. Khi bạn sa sút rồi, dù cho có chủ động đứng trước mặt họ thăm hỏi, cũng không nhìn thấy sắc mặt tốt đẹp nào từ họ. Gặp những kiểu người thân như vậy, có thể qua lại thì qua lại, không thể qua lại thì nên cắt đứt đi thôi. Dù cho hàng xóm hay người thân, hãy nên thành thật đối xử với nhau trong giao tiếp hàng ngày. Nên nhìn thấy những điểm tốt của người khác, học sự khoan dung của người khác, như vậy mới có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng nếu gặp phải 6 kiểu người như đã nói trên, thì chúng ta hãy nên nghe theo lời của Đức Khổng Tử nói: không cùng chí hướng không nên hợp tác, cố gắng kính trọng nhưng không nên gần gũi. Bốn câu di huấn của cổ nhân giúp một gia đình trường thịnh không suy. Thưa quý vị và các bạn, trong dân gian ta có câu: không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Rất nhiều gia tộc giàu có đều không thoát khỏi sự linh ứng của nó. Nhưng cũng có những gia đình không hề bị ảnh hưởng, thậm chí càng ngày càng hưng thịnh. Vậy sự khác biệt nằm ở chỗ nào? Tăng Quốc Phiên, tiến sĩ Triều Đạo Quang, giữ chức vụ thị lang các bộ binh, lễ, lại, hình, đồng thời là một nhà nho lỗi lạc, đã nói rằng: một gia đình có hưng thịnh hay không, chỉ cần nhìn vào 3 điểm dưới đây là biết rõ. Thứ nhất, nhìn xem con cháu ngủ đến mấy giờ. Nếu như ngủ đến lúc mặt trời trên cao mới bắt đầu dậy, thì gia đình này đang từ từ lười biếng mà đi xuống. Thứ hai, nhìn xem con cháu trong nhà có chăm chỉ làm việc hay không. Bởi vì thói quen làm việc sẽ ảnh hưởng đến cả đời của một người. Thứ ba, nhìn xem con cháu có thường đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân thánh hiền hay không. Bởi vì người không học sẽ không hiểu nghĩa và không biết đạo lý. Nhìn lại lịch sử có thể thấy, rất nhiều gia đình giàu có đều bị linh nghiệm bởi câu giàu không quá ba đời, hay thành đạt không quá ba đời. Nhưng gia đình họ Tăng lại đời này tiếp nối đời sau mà sinh ra các bậc anh tài, những nhân vật kiệt xuất của lịch sử Trung Hoa. Bí quyết của gia tộc họ Tăng trường thịnh không suy này là ở 4 câu di chúc do Tăng Quốc Phiên để lại. Câu thứ nhất, thận trọng thì trong tâm sẽ yên bình. Đạo lý tu dưỡng bản thân là phải hướng vào trong nội tâm. Trong nội tâm đã biết rõ thiện ác, lại không thể tận lực hành thiện trừ ác, thì chưa phải là thật tâm tu dưỡng. Chỉ chính mình mới biết rõ có đang tự lừa dối bản thân hay không. Người ngoài nhìn khó thấy,